Như thông tin chúng tôi đã đưa trong các bản tin trước liên quan đến việc nhiều người bỗng nhiên bị chảy máu ồ ạt phải nhập viện điều trị ở huyện Tân Yên của tỉnh Bắc Giang. Nguyên nhân là do độc tố warfarin trong máu. Sau khi khảo sát thực tế thì Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã tiến hành thử máu, xét nghiệm với các bệnh nhân, từ đó đã có kết quả bước đầu. Bệnh nhân bị nhiễm chất độc warfarin, một loại chất thường có ở bà chuột hoặc là bà chó. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân nhiễm độc từ nguồn nào, nước uống, thức ăn hay là đất trồng. Các chuyên gia sẽ tiếp tục lấy mẫu tại đây để xét nghiệm làm rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, các y bác sĩ cũng khuyến cáo người dân ở đây cần thường xuyên vệ sinh môi trường sống sạch sẽ trong sinh hoạt cũng như là ăn uống hàng ngày, thận trọng khi sử dụng thuốc diệt chuột.